Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục thực hiện chỉ thị số 16 đến ngày 1 tháng 8 với các biện pháp mạnh hơn nữa nhằm kiểm soát đẩy lùi dịch bệnh. Thông tin đáng chú ý này được báo Tuổi Trẻ đăng tải. Theo báo Tuổi Trẻ, từ đây đến ngày 1 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạm dừng các hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động của các công trường, công trình xây dựng, giao thông chưa thực sự cấp bách. Chỉ những doanh nghiệp, dịch vụ thiết yếu về y tế, dược phẩm, lương thực thực phẩm, cung cấp suất ăn cho các bệnh viện, khu cách ly, khu thu dung điều trị, cung cấp điện nước, ga, bưu chính, viễn thông, vệ sinh công cộng, vận chuyển hàng hóa thiết yếu, kho bạc nhà nước, dịch vụ tang lễ và một số dịch vụ thiết yếu khác do cấp có thẩm quyền quy định được hoạt động theo yêu cầu phục vụ và đảm bảo an toàn. Cơ quan nhà nước tổ chức làm việc luân phiên các ngày hoặc buổi trong ngày tại cơ quan. Sau khi xuất hiện 3 ca mắc COVID-19 với hơn 150 trường hợp là F1 và F2, siêu thị Go ở thành phố Cần Thơ đã bị phong tỏa tạm thời. Đây là một trong những siêu thị lớn nhất ở trung tâm thành phố Cần Thơ. Theo thông tin từ CDC Cần Thơ do báo Sài Gòn Giải Phóng đăng tải, siêu thị Go Cần Thơ có 260 nhân viên làm việc và ngày 22 tháng 7 vừa qua, siêu thị đã có 3 trường hợp mắc COVID-19, đó là nhân viên bảo vệ, nhân viên vệ sinh của siêu thị. Các nhân viên trên có tầm hoạt động khá rộng, tiếp xúc nhiều người, dẫn đến nguy cơ khách hàng bị lây nhiễm cao. Do đó, thì CDC Cần Thơ đề nghị tạm ngưng hoạt động siêu thị Go trong 14 ngày để phục vụ phòng chống dịch. Bán lẻ kêu trời vì chi phí xét nghiệm cách ly quá lớn, tiêu đề bài viết của báo Thanh Niên hôm nay. Theo nội dung bài viết, qua khảo sát thực tế thị trường tại các hệ thống phân phối lớn của thành phố Hồ Chí Minh như là Sài Gòn Co-op, MM Mega Market, Vinmart, Aeon, Lotte Mart, tổ công tác đặc biệt của Bộ Công Thương đã ghi nhận các hệ thống phân phối đang gặp nhiều khó khăn như là chi phí xét nghiệm, chi phí cách ly cho nhân viên, chi phí vệ sinh khử trùng quá lớn, thiếu lao động ở vị trí lái xe, kho hàng, đóng gói, sơ chế bán hàng vì nhiều nhân viên bị cách ly tập trung. Trả lời báo Thanh Niên, Bộ Công Thương cho biết sẽ có kiến nghị chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 có hướng dẫn cụ thể khi áp dụng siết chặt chỉ thị 16 đối với ngành hàng bán lẻ. Hỗ trợ các doanh nghiệp phân phối tháo gỡ khó khăn về nguồn nhân lực, chi phí xét nghiệm cho nhân viên. Ngoài ra, thì hai Bộ Công Thương và Giao thông Vận tải đã nhất trí lập đường dây nóng tổ công tác đặc biệt liên Bộ Công Thương và Bộ Giao thông Vận tải để cùng phối hợp xử lý các vướng mắc trong lưu thông, phân phối hàng hóa của các doanh nghiệp. Hôm qua, hơn 1,2 triệu liều vaccine AstraZeneca về tới sân bay Tân Sơn Nhất và nâng tổng số vaccine COVID-19 Việt Nam hiện có lên hơn 11 triệu liều. Đây là lô vaccine AstraZeneca Việt Nam đặt mua thông qua công ty cổ phần vaccine Việt Nam và lô vaccine lần 5 gồm 1.228.500 liều là lô hàng lớn nhất từ trước đến nay của AstraZeneca giao cho Việt Nam. Theo báo Vietnamnet, đến nay tập đoàn dược phẩm Anh Thụy Điển đã giao cho Việt Nam tổng cộng hơn 3,1 triệu liều trong hợp đồng 30 triệu liều, dự kiến giao hết năm 2021. Tính đến ngày 23 tháng 7, Việt Nam đã tiêm chủng được trên 4,4 triệu liều, trong đó có hơn 330.000 được tiêm đủ 2 mũi. Việt Nam đang dồn lực triển khai cho chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử, mục tiêu đến hết quý 1 năm 2022 bao phủ cho 70% dân số để đạt miễn dịch cộng đồng.